Em xin chào quý vị anh chị nha. Thì hôm qua em bón tới giờ luôn, sáng nay em mới quay được đây. Hôm qua em quay cho anh chị số 48 Đài Quảng Trị hôm qua, anh em tờm không ai mua. Đó. Không ai mua uổng quá, ra 48 năm đào luôn, quảng trị nè. Rồi hôm nay em bón cái đài Gia Lai nha anh chị, ngày 24/3/2023 nha anh chị. Ở số 44 nè. Số 617 nè. 790 nè. 326 nè. 63 nè. 81 nè. 08 nè. Đó em bón ở đây được 15 tờ rồi đó nha anh chị. Anh nói 15 tờ chứ nó có 50 tờ thôi. Ở đây là Đài Ninh Thuận nha anh chị. Đó. 139 127 nha anh chị. Đây cái số này giống nhau này đó, 20 tờ là nó em để em chia ra cho nó nhiều số qua để dễ bón thôi. Đó thì hôm nay cái đài em bón ngày 24/3 này cái like lấy số nha anh chị. Em được có 70 tờ thôi. Rồi ngày mai đây nè. Ngày mai là em là bón cái đài Quảng Ngãi ngày mai nha anh chị. Ngày thứ bảy nha ngày anh chị. Ngày 25/3. Ngày 25/3 thứ bảy 2023 nha anh chị. Rồi số 84 nè. Số 79 nè. Số 95 nè. Số 73 nè. Số 20 nè. Số 50 nè. Số 39 nè. Số 91 nè. Số 18 nè. Số 86 nè. Số 402 nè. Số 1353 nè. Số 011 nè. 036 nè. 349 nè. 077 nè. 112 nè. 385 nè. 667 nè. 703 nè. 894 nè. 621 nè. 530 nè. 468 nè. 748 nè. Đó. Cái đài đất năm nè anh chị. Cái đài 20 tờ này đất năm này, nó dài dài này, đất năm nè. Có cái nào mà dài dài là đất năm nha anh chị, đây đất năm nè. Tóm 18 là đất năm nè. Đó. Rồi cái đài 200 tờ nha anh chị. Đó, em đang bón ở ngoài đường nè. Ngoài đường quốc lộ 24B nha anh chị. Qua em bón máy sắp rồi. 200 tờ. Qua thằng cu nó vẽ này xong. Nó vẽ này nè. Rồi. Ngân hò đi băng nha quý vị. 451-220-527-3226. Rồi cu nó vẽ tùm lum vô đây nè. Vi Ngọc Tài nha anh chị. 0968-634-712. Số giờ Zalo các bọn nha anh chị. Để mình mua dây số nha. Rồi cảm ơn quý vị anh chị theo dõi video của em nha. Chúc cho quý vị anh chị may mắn phát lộc quốc tài nha anh chị. Đó. Rồi em đang bón ở trên hồi trời hôm nay sương mù nha chị. Đó, sương mù. Rồi thì hôm nay em bón sáng nay em quay cho anh chị xem có gì mình đưa video giờ này lên cho anh chị mình xem nha. Cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều đã ủng hộ kênh của em nha anh chị. Chúc cho quý vị anh chị may mắn phát lộc quốc tài nha anh chị.